Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em tóm tắt tất cả công thức của chương trình vật lý học kỳ 1. Thì trong chương trình vật lý học kỳ 1 chúng ta có 3 chương. Nó sẽ có những công thức nào và những công thức nào trọng tâm, những công thức nào mà nó thường hay xảy ra và khó với các em. Thì trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cách đầy đủ, tóm tắt đầy đủ ha. Công thức số 1 là liên quan tới cho hai điện tích V1 và V2 tiếp xúc với nhau. Sau đó chúng ta tách ra thì điện tích của mỗi vật sau khi tiếp xúc là chúng ta có V1 phẩy bằng V2 phẩy bằng trung bình cộng, nghĩa là bằng V1 cộng V2 chia 2. Vậy chưa? Đó chính là điện tích của mỗi bá cầu sau khi tiếp xúc. Còn V1 và V2 là điện tích của mỗi bá cầu trước khi tiếp xúc. Được chưa? Và V1, V2 này là có giá trị đại số, có thể bằng 0 hoặc âm nha. Các em có thay bình thường vào. Các em không có lấy đồ lớn, các em bỏ vào nha. Các em có thay giá trị bình thường vào. Tiếp tục công thức số 2. Khi mà hai điện tích V1, V2 này không cho tiếp xúc mà đặt gần nhau, thì lúc này có lực tương tác tĩnh điện. Và lực này được tính bằng công thức lực hút hoặc lực đẩy bằng K nhân cho tích độ lớn hai điện tích là V1 nhân V2 chia cho epsilon nhân R bình phương. Epsilon là hằng số điện môi, là cái môi trường đặt hai điện tích. Epsilon này bằng 1 trong chân không, xấp xỉ bằng 1 trong không khí. Nha, nếu nhắc đến hai cái môi trường đó thì coi như là epsilon bằng 1. Và trong công thức này các em cần lưu ý là epsilon rồi này, khoảng cách giữa hai điện tích là R, V1 và V2 chính là đơn vị của nó là coulomb nha, đơn vị coulomb. Rồi khoảng cách R là mét, các em lưu ý nha, đây là coulomb này, mét này, cái này không có đơn vị, còn này là newton. Còn cái K là hằng số thì các em cần nhớ thêm cái đơn vị của K nhé. K nó bằng 9 nhân 10 mũ 9. Đơn vị của nó là gì? Em rút biểu thức ra để em nhân chéo này, newton nhân mét bình chia coulomb nhân coulomb là coulomb bình, newton nhân mét bình chia coulomb bình. Đó là đơn vị. Rồi công thức số 2. Tiếp tục đến công thức số 3. Trong công thức này các em cần lưu ý thêm, nếu mà V1 nhân V2 mà lớn hơn 0 á, thì lực là lực đẩy đúng không? Cùng dấu là lực đẩy nha, suy ra ép đẩy. Để cho các em, còn ngược lại nếu V1 nhân V2 mà nhỏ hơn 0 thì các em tính được cái lực hút. Rồi, công thức số 3. Công thức số 3 liên quan tới lực điện trường. Lực điện trường F bằng Q nhân E vector. Các em lưu ý nếu một điện tích điểm Q, một điện tích điểm thử Q đặt trong điện trường E, thì lúc này điện trường nó sẽ gây ra một cái lực điện trường tác dụng lên điện tích đó. Và cái lực điện này thực hiện công cho điện tích, làm cho điện tích dịch chuyển. Các em lưu ý nha. Thì về biểu thức độ lớn, các em thì suy ra về độ lớn là chúng ta có độ lớn F sẽ bằng, độ lớn thì bằng chỉ đối Q nhân E. Tại vì Q này có thể âm hoặc dương. Nếu mà Q dương thì hai cái này cùng phương cùng chiều. Nếu Q mà lớn hơn 0 thì suy ra F cùng phương cùng chiều với E. Còn ngược lại nếu điện tích điểm thử mà Q âm thì suy ra F cùng phương nhưng mà ngược chiều với E. Các em lưu ý nha. Tiếp theo các em nắm công thức số 4 là liên quan tới công thức tính cường độ điện trường. E bằng K nhân cho độ lớn điện tích Q chia cho epsilon nhân R bình phương. Q là một cái điện tích, thì xung quanh điện tích đó nó sẽ tồn tại một cái điện trường E. Và điện trường E được tính bằng công thức này. Trong đó R là khoảng cách từ cái điện tích Q đến cái điểm cần tính. Ví dụ thầy có là một cái điện tích Q ở đây. Âm dương không quan trọng. Bây giờ lúc này chúng ta sẽ có xung quanh nó sẽ có một cái điện trường. Giả sử như tại điểm M này chúng ta muốn tính độ lớn của nó là E. Trong trường hợp này nếu mà Q này dương, nếu Q này dương thì điện trường sẽ hướng ra xa,
Điện trường vector điện trường E nó sẽ hướng ra xa và chiều hướng ra xa, còn phương là phương nối điện tích điểm này, quy này và điểm M là phương. Đấy, nối ra xa. E này. Nếu quy dương thì E hướng ra xa. Còn ngược lại nếu quy âm thì hướng vào. Nha các em. Thì nếu mà mình đặt một điện tích quy nhỏ điểm thử vào đây. Giả sử như thầy đặt quy nhỏ nó là một điện tích quy âm đi. Quy cũng âm luôn. Thì lúc này các em thấy rằng á, quy âm và quy dương này nó hút nhau. Nên cái lực điện á, nó sẽ hướng vào. Các em thấy không? Vậy là quy âm thì F và E nó sẽ cùng phương nhưng mà nó ngược chiều. Thấy chưa? Quy âm cùng phương ngược chiều. Còn ngược lại nếu cái quy này dương á, thì nó sẽ đẩy ra thì dẫn đến cái F nó sẽ hướng ra. Nha. Thầy chỉ cần vẽ một trường hợp này thôi thì các em sẽ suy ra những trường hợp khác nha. Rồi, đó là cái E gây ra bởi một cái điện tích. Còn nếu mà E mà gây ra bởi điện trường giữa hai bảng tụ điện chẳng hạn thì như thế nào? Giả sử chúng ta có một cái điện trường đều là tạo ra bởi hai cái bảng tích điện này này. Và hai cái bảng tích điện này đang cách nhau một khoảng cách là D. Bên trong có một điện trường đều là E. Được chưa? Thì lúc này các em sẽ có một công thức tính cường độ điện trường nữa, là chúng ta có là E bằng U chia D. Nha, U chia D. E bằng U chia D. U là hiệu điện thế đặt vào hai bảng tụ để chúng ta tích điện cho hai cái tụ này, và bên trong nó là một chất khí chẳng hạn, cách điện với nhau. Thì lúc này chúng ta tích điện cái tụ bằng một cái nguồn điện hai cực dương và âm, quy hoặc là pin cũng được. Thì tụ này sẽ được nạp điện bởi hai cái bảng dương và âm này, làm cho bảng này tích điện dương, bảng này tích điện âm, nên tồn tại trong cái môi trường bên trong này này là một cái điện trường đều. Và cái điện trường cường độ của nó được tính bằng công thức này. Do đó các em có đơn vị nó là volt trên mét. D là khoảng cách là mét, U là volt. Do đó ngoài công thức các em có ở trên, các em có lực điện bên trong này, chúng ta sẽ có lực điện bên trong này này. Là F sẽ bằng Q nhân cho E, mà E là bằng U trên D. Đó, đây công thức tính lực điện bên trong. Nếu mà đặt một điện tích điểm bên trong á, thì có lực điện bên trong. Về sau này lực điện này nó thực hiện công, nó tạo thành một cái, nó duy trì, tạo một cái nguồn điện. Thực tế cái tụ này cũng là một cái nguồn điện, sau này nó là một cái nguồn điện thôi. Nó có khả năng tích và phóng điện, thành một cái nguồn điện. Rồi, bây giờ nếu mà mình có một điện tích quy, nhưng mà giả sử như trong môi trường á, chúng ta luôn luôn có nhiều điện tích, và nhiều điện tích đó nó sẽ gây ra nhiều điện trường, và điện trường xung quanh nó đều là những cái điện trường tổng hợp do các điện tích đó gây ra. Do đó các em phải nhớ đến công thức tính cường độ điện trường tổng hợp nha. Đây là một phần không thể thiếu trong cái bài tập được. Thì đầu tiên các em có, nếu mà có hai điện tích gây ra điện trường, hầu hết các bài tập á thầy cô đều cho là điện trường tổng hợp gây ra bởi hai điện tích thôi chứ không có cho ba đâu các em. Các em cứ yên tâm. E sẽ bằng E1 là điện trường do cái điện tích thứ nhất gây ra, cộng E2 là điện trường do điện tích thứ hai gây ra. Đó, đây chính là vector E là cường độ điện trường tổng hợp bằng hai cái này cộng lại. Bây giờ mình sẽ xét những trường hợp đặc biệt để mình tính độ lớn của nó. Đây là cái nguyên lý trọng chất điện trường dưới dạng vector. Bây giờ mình tính cường độ của nó, là độ lớn của nó là chúng ta có E. Nó sẽ bằng hai cái này cộng lại là E1 cộng E2. Nếu mà hai vector E và E1 và E2 cùng phương cùng chiều nhé. Chưa? Hai cái vector này cùng phương cùng chiều thì em cộng lại. Còn nếu mà cùng phương ngược chiều thì trừ ra. Do thầy chưa biết ai lớn hơn thì bây giờ mình trị đối lại. Thì trong quá trình tính thì các em chỉ cần lấy cái E lớn trừ E nhỏ là xong. Trường hợp này là E1 cùng phương và ngược chiều với E2. Đó, thấy chưa? Trường hợp đặc biệt thứ ba là Pythagore. Chúng ta có điện trường tổng hợp nó bằng căn bậc 2 của bình tổng bình phương. E1 bình cộng E2 bình. Thì lúc này chúng ta có E1 và E2 vuông góc với nhau.
Trường hợp này là góc alpha bằng 0 độ, góc tại bởi hai cái vectơ này là 0 độ, góc tại bởi 180 độ và góc tại bởi 90 độ. Chưa? Một trường hợp đặc biệt tiếp theo là nếu mà hai cái y nó bằng nhau, nghĩa là chúng ta có E1 nó bằng E2. Nha. Nếu mà E1 bằng E2 thì các em có cái y tổng hợp nó sẽ bằng 2 lần E1 hoặc E2. Sau đó ngăn cos alpha trên 2. Alpha là góc tại bởi nha, hai cái vectơ. Sau đó chia 2 đi, cos alpha trên 2. Các em bấm máy tính thôi. Ví dụ như góc tại bởi là 60 độ thì alpha trên 2 chính là 30 độ. Nha, thì các em thay và các em tính. Chưa? Và trường hợp đặc biệt nếu mà 120 độ, trong trường hợp này nếu alpha mà 120 độ đó các em. Nếu alpha mà 120 độ. Nha, alpha mà 120 độ. Thì lúc này thầy chia 2 đi thành 60 độ, có 60 độ bằng 1/2 nên khử số 2 đi thì nó bằng y luôn. Bằng y1 hoặc là bằng y2. Nhớ nha, nếu alpha mà bằng 120 độ thì các em có chỗ này. Đó là cái dạng trường hợp đặc biệt để chúng ta làm trắc nghiệm cho nhanh nha. Khi mà chúng ta tính xong cái độ lớn rồi thì các em dùng công thức này các em làm luôn. Khi mà chúng ta đã có được cái nguyên lý trồng chất điện trường thì tương tự cho tổng hợp lực điện cũng vậy. Thì các em cũng có một cái công thức tổng hợp lực điện cách tính cũng tương tự đối với F. Nha. Chúng ta có là F bằng QE, nếu mà mình đặt Q vào đây, nhân Q vào đây, nhân Q vào đây thì suy ra bên này các em sẽ có F bằng F1 cộng F2. Đó, ha, tương tự nếu mà nhân vi vào thì cách biến đổi cũng có cách làm tương tự, thay F vào đây thôi, chữ F vào đây thôi. Y thành chữ F thôi nha. Rồi. Thì ba công thức tiếp theo. Về mà một số dạng bài tập nâng cao thì các em cần nhớ một số dạng bài tập nâng cao nhé, để các em làm bài tập. Thì dạng bài tập nâng cao thường gặp á, là người ta treo giống như là chúng ta cho hai cái cầu, hai cái vật khối lượng là m. Khi mình cho tiếp xúc với nhau á, thì khi tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang một điện tích là Q1 phẩy, đúng không? Thì nó sẽ đẩy nhau. Nó đẩy nhau ra như thế này. Thì người ta kêu tính á, là tính rất là nhiều thứ trong đây nha. Đây là phương thẳng đứng này, thầy biết phương thẳng đứng sơ ra. Chẳng hạn như tính góc alpha chẳng hạn. Hoặc là tính khối lượng chẳng hạn. Vân vân. Thì các em cần lưu ý trong trường hợp này á, chúng ta phải xét tới hệ vật cân bằng. Nếu mà hệ vật cân bằng thì lúc này vật chịu tác dụng của những cái lực sau, trọng lực B, chúng ta có là trọng lực B cộng cho lực điện. Đúng không? Sau đó cộng cho lực căng T sợi dây bằng cái thước không. Hay là mình có cái hợp lực của lực B này cộng lực điện này chuyển quế qua thành trừ lực T nha. Em lưu ý chỗ này cho thầy. Do đó là chúng ta sẽ cần hợp lực của hai cái lực lại, đó là lực B là lực theo phương thẳng đứng hướng xuống nha. Và cái lực điện, để vẽ được cái lực điện dài ngắn chính xác á, thầy nghĩ rằng các em nên vẽ cái phương của sợi dây này xa một xíu. Chúng ta đừng vội vẽ lực điện nha, chúng ta đó. Lúc này các em sẽ nối từ đầu này vào đây, từ đó các em sẽ vẽ được lực điện ha. Dài như vậy nè. Thì chính là lực điện này. Do đó hợp lực của hai lực này ra lực này. Mà cái lực này phải có độ lớn, cái lực này nó phải cân bằng với lực thứ ba, lực bên trên này, lực T.
Lực T thì do lực này cân bằng nên lực này sẽ là lực trừ T. Đó, tại vì hai cái lực này nó cùng phương ngược chiều. Này bằng lực này lực trừ T. Đây, các em thấy không? Đó. Rồi bây giờ ngay góc alpha thì góc này sẽ là alpha. Thì các em sẽ có những công thức liên quan như sau, lưu ý nha. Thứ nhất là chúng ta có nó liên quan tới công thức tan alpha. Tan thì bằng đối trên cho kề. À, trong cái tam giác vuông này các em, đó, tan alpha bằng đối là cái cạnh này bằng cạnh này đúng không? Đây bằng F điện trên kề là B. Hỏi với F điện tính là sao thì các em biết rồi, F điện là công thức số 2 bên này. Không? Hai cái vi này nhân lại, sau đó nhân cho khoảng cách, chia khoảng cách. Không? B thì bằng M nhân R nha. Thay bình thường. Từ đây các em sẽ suy ra được F điện chẳng hạn. Mình xe được F điện thì mình tính được liên quan tới khối lượng chẳng hạn, liên quan tới độ lớn điện tích hoặc là liên quan tới khoảng cách, đúng không? F điện bằng B nhân tan alpha. Nếu mà đề cho hết số liệu này thì cho tính góc alpha, còn nếu mà đề cho alpha rồi, để cho B hết rồi thì mình tính F điện, đúng không? Đó thì các em còn nhớ chỗ này thôi là xử lý được nha. Còn muốn tính trực tiếp lực căng T luôn á thì các em dùng cos ha. Cos alpha sẽ bằng cos alpha bằng kề trên huyền, kề là B. Trên huyền là T ha. Là B trên T. Từ đó các em tính được lực căng T. Lực căng T sẽ bằng B trên cos alpha. Ha, tính lực căng T. Còn nếu mà tính chiều dài sợi dây thì sao? Nếu mà đề bài kêu tính chiều dài sợi dây này, thì đầu tiên các em phải biết được cái khoảng cách này là R trên 2. Cái này là 2R, cái này là R thì cái này là R trên 2, cái này nhắc chung ở đây này. Thì khi mà các em tính được nhìn sin bằng đối trên cho huyền, đừng có dùng cos nha, cos tại vì mình phải tính cái đoạn này, tính sin đi, bây giờ mình dùng sin. Nếu mà các em dùng sin alpha, trong cái tam giác nhỏ này sin alpha thì bằng đối trên huyền là bằng F điện. Là đối đúng không? Trên cho huyền F điện này trên huyền là T. T tính trên rồi đó à, F điện bằng. Từ đó các em áp dụng lên đây sin alpha trên này. Đối là R trên 2 trên huyền là L đó. Từ đó các em tính được L hoặc R nha. Tính được L hoặc R chỗ này. Đó thầy chú ý chỗ này cho thầy các em nhé. Tính cái chiều dài dây treo hoặc là khoảng cách R giữa hai cái vật này. Đó là một số cái liên quan tới những cái bài tập nâng cao liên quan tới cái dây treo này các em nhé. Một cái trường hợp nữa là điện tích nằm cân bằng trong điện trường nha. Điện tích mà nằm cân bằng trong điện trường á, thì các em lưu ý một số bài toán liên quan tới hạt bụi á. Hạt bụi đặt trong điện trường mà nằm cân bằng á, thì cái lực điện nó bằng trọng lượng nha. Cái câu đó thì cũng không có gì khó khăn cả nên thầy sẽ không nói ở đây. Chỗ này thầy nói thêm chút luôn này. Hạt bụi, bài toán hạt bụi này. Công thức số 5 rồi, 6 rồi. 7. Vấn đề số 7 là bài toán hạt bụi thì các em có là trọng lượng của hạt bụi. Nó sẽ bằng lực điện. Đó. Khi mà một cái hạt bụi nằm trong điện trường đều. Trên là dương đi. Ở dưới âm. Hạt bụi ở đây có điện tích, điểm là Q. Nếu mà cái hạt bụi nằm cân bằng khi mà điện tích Q này nó phải như thế nào các em? Hạt bụi này có điện tích Q âm hay dương? À, trọng lượng thì hướng xuống rồi thì chắc chắn là cái lực điện nó phải hướng lên. Mà để lực điện hướng lên thì hai này phải hút nhau. Do đó cái Q này nó phải âm. À, chưa? Lúc này hạt bụi sẽ nằm cân bằng thì lúc này F điện nó phải bằng B. F điện phải bằng B. Mà F điện thì bằng gì? B bằng gì? Thì các em lưu ý trong công thức này B thì bằng M nhân R là khối lượng hạt bụi nhân cho R là gia tốc trọng trường. F điện thì bằng K nhân cho gì? À, K không dùng K tại vì chúng ta sẽ dùng Q nhân E mà E thì bằng gì? U chia D. Đó là chúng ta tính được khối lượng ha, công thức này. Rồi, khi mà một điện tích đặt trong đây á,
mà nó chuyển động trong đây á, thì cái lực điện trường trong cái môi trường này này nó thực hiện công cho điện tích. Các em sẽ đến công thức tiếp theo là số 8. Công của lực điện thì các em sẽ tính bằng công thức là A là công của lực điện bằng QED. Lưu ý QED nhé. Q này có thể A một chương. QED. Mà E nhân D là bằng U. Nên mình sẽ có là QU cũng được. Ha, QU. U là hiệu điện thế giữa hai điểm. Giả sử như thầy có hiệu điện thế giữa hai điểm M, N đi. Chữ N, M phía trước, chữ N phía sau. Thì bằng Q. Cái mở ngọt. U, M, N thì bằng điện thế tại M trừ cho điện thế tại N. Đó, ra được U, M, N. Nếu U, M, N là giá trị dương thì điện thế tại M phải lớn hơn điện thế tại N nha. VM lớn hơn VN. Tại vì U, M, N đã có thể âm hoặc dương nha các em, lưu ý. Rồi. Bằng cái D này á, là cái điện tích Q này nè. Cái điện tích Q này nè. Và cái D này nè. Thì cái Q, cái D này chính là cái điện tích này dịch chuyển theo phương đường sức. Điện tích này nó sẽ dịch chuyển theo phương đường sức là D. Nhưng mà những bài toán á, D nó không chuyển theo phương đường sức. Ví dụ phương đường sức như thế này. Thì hướng lên như thế này. Là đường sức điện á. Nếu mà cái điện tích này dịch chuyển theo phương đường sức. Thì các em dùng cái D là chính là khoảng cách luôn. Nhưng mà cái E này, cái Q này không dịch chuyển theo phương đường sức. Mà nó chuyển động theo từ đây đến đây. Là từ M đến N. Như thế này đi. Nó chuyển động như thế này. Thì D cũng là khoảng này nha các em. D là khoảng này thôi. Từ đầu điểm đầu điểm cuối thôi. Vậy là mình tính bằng công thức nào? Mình chuyển về công thức là Q nhân E. D bằng MN cos alpha. Đó. Thêm lũi công thức tổng quát đây nhé. Q E MN cos alpha. Trong đó MN cos alpha là D. Alpha này là có thể tù hoặc nhọn. Trong trường hợp này thì vĩ nó là như thế này. Đó là nó là góc gì? Alpha là góc nhọn. Alpha là góc nhọn nha. Và một đặc điểm lưu ý khi giải những bài toán này để chúng ta biết về dấu của A. Dấu của A có thể âm hoặc dương thì các em cần lưu ý khi mà làm bài tập trắc nghiệm. Chúng ta phải lưu ý về dấu của A. Giả sử trong trường hợp này Q dương. Q âm chứ, vật chuyển động từ đây sang đây. Chắc chắn là A nó dương. A nó dương. Em lưu ý nha, A nó dương. Chuyển động từ đây này, A nó dương. Tại vì công này là công tự sinh ra thôi. Nó tự chuyển động đi. Nghĩa là ông này bị bảng này bẹp, bảng này đẩy. Âm dâm đẩy, dương với âm hút. Nên nó tự chuyển động và A nó dương. Còn nếu mà nó chuyển động ngược chiều á, điện trường á, thì lúc này nó âm. Nha. À, thầy vẽ cái điện trường bị sai xuống đây chứ. Vậy các em lưu ý nè. Chỗ này là cái lưu ý quan trọng để làm trắc nghiệm. Nếu mà điện tích Q chuyển động trong E trong đi, mình nói E trong cho dễ đi, E trong mà chuyển động ngược chiều điện trường nha, chuyển động ngược chiều điện trường, ngược chiều E. Nếu mà E trong mà chuyển động ngược chiều E á thì A nó dương, công này công phát động. Ví dụ như thầy có điện trường dọc bên này dương, bên này âm, điện trường hướng từ đây sang đây. E trong bỏ vào đây là điện tích âm, nó chuyển động từ đây qua đây. Nên công này gọi là công phát động. Còn nếu mà nó chuyển động cùng điện trường thì công này là công cung cấp cho nó là công nó phải âm. Nếu mà E chuyển động thế này thì công âm. Còn nếu E mà chuyển động ngược chiều điện trường thì công dương. Còn E mà chuyển động cùng chiều điện trường thì công nó sẽ là âm. Tương tự vì thế các em dùng cho điện tích dương cũng vậy. Đối với proton thì sao? Nếu mà proton thì sao? Nếu mà proton thì các em cũng biện luận tương tự đây. Dương. Nếu một cái proton mang điện tích dương, điện trường hướng là từ dương sang âm bình thường nha. Thì nếu mà nó chuyển động sang đây á, proton nha, proton là điện tích dương nha. Nó chuyển động từ đây sang đây á thì A nó sẽ gì các em? Nó từ đẩy qua thôi, mày hút không? A nó dương. Còn ngược lại nó sẽ âm. Coi như chúng ta lấy trường hợp mình làm móc đi, để các em suy ra ngược lại. Tục là bài tập nâng cao về cái dạng này, các em sẽ có công thức về độ biến thiên động năng.
9 độ biến thiên động năng. Chúng ta có động năng lúc sau là VKD sau, trừ cho động năng lúc đầu là VKD D0 nha. Thì nó bằng gì? Công của lực điện. Em lưu ý nha, độ biến thiên động năng bằng công của lực điện, ở đây là công của ngoại lực á, công của lực điện. Em có thể thay hết ở trên xuống này để chúng ta tính vận tốc chẳng hạn. Mà động năng thì bằng gì? 1 phần 2 mv bình. Mv bình là lúc sau nha, trừ 1 phần 2 mv0 bình phương là lúc đầu, v0 là vận tốc lúc đầu, bằng q nhân umn đó, hoặc là bằng qed dmn. D này được có thể tính bằng mn cos alpha nha, hoặc là bằng q nhân e nhân mn cos alpha. Đó, em lưu ý chỗ này đi, chúng ta tính vận tốc chẳng hạn, như vận tốc của cái hạt mang điện đó đặt vào trong cái điện trường đều á, chúng ta sẽ tính. Còn đối với định lý về thế năng á, thì các em sẽ có này, thế năng nha, chúng ta có VKT là thế năng nha, VKT tại M trừ cho VKT tại N, thế này coi như thế cao, thế này thế thấp, thì bằng công này công phát động, công dương, thì cái công AMN, nhớ thứ tự MN nha, MN công á, là chuyển động từ điện tích, chuyển động từ MN, thế năng tại M trừ thế năng tại N, nó bằng Q nhân UMN hoặc là bằng QED luôn, cũng giống như trên để các em. Nhưng mà bây giờ cái thế năng tính như thế nào đây? Bây giờ nó liên quan tới thế năng, các em sẽ có thức số 10. Mình nói tới điện thế tại một điểm ha. Điện thế tại một điểm, ví dụ như điện thế tại điểm M, thì cái bằng thế năng tại M. Tại ghi với cách TM là thế năng tại M nha, chỉ cho quy. Đó. Yeah. Điện thế tại M sẽ bằng thế năng tại M chia quy. Các em xem như thế năng tại một điểm á, thì coi như là bằng công tại điểm M dịch chuyển đến điểm N. N đây là mốc thế năng, N được xem là mốc thế năng. Thì sau này các em thấy không? Thế năng tại một điểm coi như bằng công tại điểm đó luôn. Tại vì thế năng tại điểm M nó sẽ làm cho cái điện tích V này dịch chuyển từ điểm M đến cái mốc thế năng. Là cái điểm thứ hai đó, điểm sâu đó, thì giống như chỗ này công làm cho điện tích dịch chuyển từ M đến điểm cuối cùng á, điểm N trên V. Yeah. Nếu mà giả sử như trong quá trình làm móc thế năng bằng không, nghĩa là thế năng tại điểm N bằng không, thông thường là chuyển động UMN thì thường là thế năng tại điểm N bằng không, thì lúc này các em có cái này nó bằng U luôn, nó bằng UMN luôn. Đó. Để mình hiểu nha, những công thức thầy viết như thế này để các em hiểu khi mà các em làm bài tập á, bằng UMN luôn các em, đúng không? Tại vì UMN bằng VM trừ VN, mà nếu mà móc thế năng bằng không thì coi như điện thế bằng không, thì lúc này chúng ta có bằng V luôn, thấy không? Đó, U luôn. Đó, A bằng U, thấy chưa? Nên A bằng Q nhân U này, thấy không? Thấy hợp lý không? Rồi, tiếp tục tụ điện. Về cái phần tụ điện, công thức số 11. Về công thức tụ điện thì các em còn nhớ là điện tích ở hai bảng tụ là Q QQ, Q bằng C nhân U. Q bằng C nhân U nha. Q là điện tích giữa hai bảng tụ. Điện tích vô của bảng tụ nha. C là điện dung. U là hiệu điện thế đặt vào hai bảng tụ. Và cái C này là một hằng số không đổi nha. C này nó phụ thuộc vào bản chất của bảng tụ thôi. Nó không phụ thuộc vào U. Đó, vậy là V nó phụ thuộc vào U nha. V nó tỷ lệ thuận với U. U lớn thì V lớn ha. Các em lưu ý chỗ này. Hoặc là bằng C nhân cho Y nhân D. Đó. Thì cái C này đơn vị của nó là farad. C điện dung đơn vị là farad. Để cho đổi thì các em phải biết đổi nha. Nếu mà để cho microfarad thì bằng 10 mũ trừ 6 farad. Để cho
nano phara thì bằng 10 mũ trừ 9 phara. Nếu mà để cho micro phara thì bằng 10 mũ trừ 12 phara. Phải thuộc những cái này nha, lớp 12 các em vẫn dùng lại đó. Còn mili phara thì bằng 10 mũ trừ 3. Đó. Và C này nó được tính bằng công thức C sẽ bằng QGU. Từ đó các em thấy không, C là một hằng số không đổi nên Q tăng, U tăng, Q giảm, U giảm, cùng tăng cùng giảm. Ngoài ra còn, chúng ta còn có một công thức tính tụ điện phẳng, công thức C bằng, công thức này sách năng cao nó có epsilon S trên cho 4 K nhân 40D. Công thức này học trình nâng cao thì mới học, còn không thì các em coi như là bỏ cái này đi. Sau này các em không có thi công thức này đâu nha. Rồi, 11. Vậy là chúng ta đã tóm tắt tất cả những công thức trọng tâm của chương trình. Rồi, chương 2, công thức số 1. Chương về cường độ dòng điện không đổi nha. Đầu tiên các em sẽ có công thức tính cường độ dòng điện ha. Cường độ dòng điện chúng ta có Y bằng dòng điện chạy qua một cái đoạn dây dẫn nào đó thì bằng điện lượng Q. Chúng ta lấy độ lớn đi trên cho thời gian T. Được chưa? T. Q thì bằng N là số điện tích nhân cho độ lớn của điện tích. Thông thường là trong dây dẫn kim loại nha thì chúng ta sẽ có là điện tích chính là cái electron. Nên đó Q sẽ bằng N nhân E chia T. Ngoài ra các em cũng có thể dùng định luật ôm là U chia R nha. Đối với dòng điện không đổi các em lưu ý này, công thức này. Các đơn vị thì các em cũng đã biết. Đơn vị là U là vôn, R là ôm, T là dây nhé, N là số hạt, E điện tích là coulomb, coulomb dây ampe. Đó là đơn vị chủng, khi làm chúng ta phải đưa nó những đơn vị về những cái đơn vị này để các em làm. Rồi tiếp theo, khi mà chúng ta biết được công thức dòng điện, đầu tiên các em phải xét một số cái trường hợp là những cái mạch điện, những cái mạch điện bên ngoài á, mạch ngoài thì đầu tiên mạch nối tiếp, các em có mạch nối tiếp nha. Mạch nối tiếp thì chúng ta sẽ có những cái điện trở mắc nối tiếp với nhau, ví dụ như điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2, mắc nối tiếp với điện trở R3, vân vân vân, và nhiều điện trở R1 nối tiếp với R2. Đây là mạch mắc nối tiếp nha, R3 đến RN. Thì lúc này các em sẽ có công thức tính điện trở tương đương của nó nha, là chúng ta sẽ có những công thức liên quan. Một là R tương đương, chúng ta chuyển hết tất cả cái R này nó về một cái điện trở, một cái R thôi nha. Đó là về bằng tổng các R, R1 cộng R2 cộng R3 cộng vân 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 cộng RN. Chưa? Đó là chính là R tương đương. Trong trường hợp mạch mắc nối tiếp này á, thì các em lưu ý dòng điện Y qua R1 bằng dòng điện Y qua R2 bằng dòng điện qua R3 vân vân. Nghĩa là chúng ta sẽ có dòng điện mạch chính Y bằng Y1 bằng Y2 bằng Y3 bằng Yn. Yeah. Còn trường hợp U, U ở hai đầu, U hai đầu này nè, đó, U hai đầu này. Thì bằng U hai đầu R1 cộng U hai đầu R2 cộng U hai đầu R3, không không. U1 cộng U2 cộng U3 cộng chấm cộng UN. Đó là đối với động mạch mắc nối tiếp thì các em còn nhớ những cái đó nha. Tiếp tục mạch mắc không xong. Thì chúng ta sẽ có cái mạch như thế này. Tuy nhiên đây là hai cực của nguồn. Bây giờ mình muốn nối giữa hai cực của nguồn một cái bóng đèn là một điện trở. Muốn nối tiếp một cái bóng đèn thứ hai là một điện trở. Muốn nối tiếp một cái máy quạt, chúng ta có một điện trở. Chúng ta nối vòng vòng đến một cái
mấy lạnh hôm qua đó. Thì đây là cách mắc song song trong mạng điện gia đình đó các em, R1, R2, R3 và RN. Chà. Thì các em sẽ có công thức liên quan là IUR như sau. Đầu tiên R tương đương nha, thì các em sẽ có 1 trên R tương đương. Nó sẽ bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2 cộng 1 trên R3 cộng chấm 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 cộng 1 trên RN. Đó. Hầu hết các bài tập thường thường là 3 cái điện trở thôi. Còn nếu mạch mà có hai điện trở nha, thì các em dùng tích trên tổng, lấy R1 nhân R2 trên tổng R1 cộng R2 thôi. Còn trường hợp từ 3 điện trở đó lên thì các em phải viết ra cái biểu thức này để các em tính hết cái vế này đi. Chúng ta thuộc là R tương đương. Rồi. Y thì sẽ là như thế nào? Dòng điện mạch chính, giả sử như cực dương này âm thì dòng điện sẽ đổ ra. Xuống đây một dòng, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Do đó cái dòng mạch chính này sẽ bằng tổng 4 cái dòng này lại. Bằng dòng điện I1 là qua R1, I2, I3 và IN. Sau đó đổ về cực âm. I1 cộng I2 cộng I3. Còn trường hợp U thì sao? U thì như nhau hết. U2 đầu này bằng U2 đầu này R2. U như nhau hết nha. U toàn mạch bằng U1. Đó. Rồi. Chú ý trong trường hợp này, nếu mà chúng ta có hai cái điện trở mắc nối tiếp, chúng ta mắc nối tiếp, sau đó chúng ta làm cái ấm điện và chúng ta đi đun nước, thì các em sẽ lưu ý là nếu mà chúng ta dùng R1 để đun nước á, thì thời gian đun sẽ là T1. Nếu mà dùng R2 để đun nước á, thì thời gian đun sẽ là T2. Vậy nếu mà chúng ta mắc nối tiếp R1 và R2 á, cùng đem đi đun á, thì các em sẽ có là thời gian T này sẽ bằng T1 cộng T2 nha. Đây là thời gian đun. Những cái bài tập phụ các em lưu ý những cái bài này. Còn trường hợp này, nếu mình dùng mắc song song để đun, dù thầy muốn dùng hai cái này mắc song song, đầu tiên thầy dùng cái ấm thứ nhất thầy có điện trở R1 để đun trong thời gian T1, dùng cái điện trở R2 để đun trong thời gian T2. Nhưng mà nếu mà đồng thời dùng hai cái này để mắc song song đun á, thì thời gian đun sẽ là bằng T1 nhân T2 trên T1 cộng T2 nha. Thì công thức này cũng dễ chứng minh thôi, không có gì hết, nhưng mà các em nhớ hai cái này để làm nhé. Rồi bây giờ chúng ta nói về bài toán về nhiệt lượng, bài toán về nhiệt lượng và công suất tỏa nhiệt. Công thức số 4. Đầu tiên về bài toán về nhiệt lượng là Q bằng Y bình phương RT. Ví dụ như dòng điện đi qua cái điện trở R1 sau một thời gian T thì nó sẽ tỏa nhiệt ra, nóng lên và tỏa nhiệt ra. Và công thức tỏa nhiệt ra được tính bằng công thức này, Y bình phương RT nha. Hoặc là các em có thể dùng là U bình cũng được. U bình trên R nhân T. U ở đây là hiện thế giữa hai đầu R1 chia cho R và nhân thời gian T. Hoặc là bằng U nhân Y nhân T. U đây là U ở hai đầu này, nhân Y là dòng điện chạy qua. Cũng được. Đó là công thức tính nhiệt lượng tỏa ra nha. Năm là công suất tỏa nhiệt. Công suất tỏa nhiệt là B. Đây này, đó, đây, đây. Nó bằng Y bình phương R. Công suất tỏa nhiệt nha các em. Bằng công thức này rất quan trọng trong cái chương này. Nếu mà chúng ta không nắm thì khó mà làm được bài tập. Đó là công suất tỏa nhiệt trên cái điện trở, hoặc là trên một hệ điện trở mạch ngoại luôn. Vấn đề tính ở đâu thì các em dùng ở đó. Nếu mà tính trên R1 thì dùng R1. Tính cả mạch luôn thì dùng R tương đương. Chúng ta thay vào tính bình thường. Tiếp tục là công và công suất của dòng điện trong mạch. Đầu tiên công của dòng điện, công của dòng điện trong mạch điện nha, để nói trong mạch điện ha.
công trong mạch điện là A. A thì bằng U. UIT nha, bằng U nhân I nhân T. Đó, công công dòng điện trong mạch. Liên quan tới cái mạch điện này nè các em. U là hai đầu mạch, I là dòng điện chính này, T là thời gian dòng điện chạy qua. UIT hoặc là bằng U nhân Q ha, tại vì I nhân T là bằng Q đó. U nhân Q là Q U đó các em. Đó là công suất còn công suất B. Công này công của dòng điện, công suất của dòng điện thì bằng công thực hiện trên một đơn vị thời gian. Công chia cho T. Công đó thì bằng UIT mà chia T thì còn lại U nhân I. Công của dòng điện, công suất của dòng điện. Các em nhớ những công thức này. Còn này công, công suất. Công suất là công thực hiện trên một đơn vị thời gian. Từ biết được công suất của dòng điện, công suất của dòng điện rồi thì các em tìm được công. Đơn vị thì các em biết là đúng không? Đơn vị là ohm nha, đơn vị công suất là ohm. Này là đơn vị là joule này. Y là ampe, ohm, dây. Này coulomb, này vôn. Ampe u này a, a là joule, t là dây thì đơn vị là ohm nha. Công suất là ohm. Rồi, tiếp tục. Công thức số 7. Cái chương 2 này công thức nó sẽ nhiều hơn ha. Số 7. Bây giờ mình nói tới nguồn điện là xúc điện động của nguồn điện ha, xúc điện động của nguồn điện nha các em. Được tính như thế nào? Đây là công thức thầy viết màu đỏ quan trọng nha. Xúc điện động của nguồn điện là I thì bằng công của nguồn, công này công của nguồn thầy viết là công của nguồn. Chứ không phải là công của dòng nha. Nó khác nhau nha các em, công của nguồn chia cho Q ha, công của nguồn trên Q. Bây giờ tính E độ lớn thì mình lấy độ lớn lại hả, được chưa? Nãy mình xây dựng á là công của dòng và công suất của dòng điện, còn ở đây là công của E của nguồn thì mình sẽ có là mình sẽ có là công suất của nguồn. B là công suất của nguồn nha, thì viết rõ của nguồn luôn nha. Của nguồn điện thì bằng gì? Bằng công chia thời gian là công của nguồn. Chia cho thời gian thế. Mà công của nguồn thì bằng cái gì? Công của nguồn thì bằng cái gì? Công của nguồn thì bằng Y nhân Y nhân T. Cái này mình Q thì bằng Y nhân T này thì bằng thêm một công thức này, A của nguồn trên Q á là bằng Y nhân T. Đó. Thì các em nhân chéo lên thì cái này bằng Y nhân T, chia T thì còn Y nhân Y. Y là số hoạt động á. Chưa, Y nhân Y là công của nguồn. Thì bây giờ sau này các em cứ nhớ là công của dòng thì lấy U nhân Y, còn công của nguồn thì lấy E nhân Y. Đó. Và trong trường hợp nguồn điện thì các em lưu ý nguồn điện là dương âm. Nguồn là có số hoạt động E và điện trở trong R. Nên nó xung quanh nó ở hai đầu hai cực nó sẽ tồn tại một hiệu điện thế. Và hiệu thế U này này nó khác E. Tại vì R khác không. Còn nếu mà nó U nó bằng E thì R nó bằng 0. Trước kia chúng ta học là R bằng 0 với E, U bằng E. Còn bây giờ là các em phải xét đến điện trở trong, điện trở trong của cái nguồn đó nữa. Được chưa? Khi nối mạch ngoài thì các em sẽ có định luật ôm. Chúng ta sẽ có công thức định luật ôm số 8. Định luật ôm là Y bằng, trước kia em học U chia R, bây giờ nó khác là E trên cho R, R ngoài, mạch ngoài cộng cho R trong. Đây công thức khá quan trọng đây, công thức của chương 2 mà không biết được công thức này thì không thể làm được nhé. Thì cũng giống như là U chia R thôi, U, E trên R ngoài cộng R trong công thức. Yeah. Đó, khi các em có được cái công thức này thì các em sẽ có một công thức, số công thức liên quan này. Thứ nhất là E của nguồn á, thì nó bằng U ngoài.
cộng cho u trong. U trong thì bằng y nhân r trong. Đó thì là u trong. U là hiện thế ở hai đầu r nhỏ bên trong, coi như bên trong là có một điện trở thì nó sẽ có một hiện thế ở trên cái điện trở đó. À, hai cái này cộng lại. Từ đó các em sẽ rút ra được u ngoài. Thì các em lấy e của nguồn trừ đi u u trong là y nhân r trong. Công thức u ngoài này cũng dùng nhiều lắm nha. Khi mà tính những đại đường liên quan thì các em phải tính được cái u ngoài này. Mà cái u ngoài này nó lại bằng thêm cái gì? U ngoài này nó sẽ bằng thêm là y nhân r ngoài nha. Y nhân r ngoài. Đó, y nhân r ngoài. Được chưa? Trong trường hợp này nếu mà xảy ra đảo mạch á, nếu mà xảy ra đảo mạch thì lúc này á là cái r ngoài nó bằng 0. Thì lúc này chúng ta có dòng điện lớn nhất là bằng y trên r trong. Trường hợp này rất là dễ bị hỏng nguồn điện. Nếu mà chập điện thì nguồn điện rất là dễ bị hỏng, như là pin ắc quy rất là dễ bị hỏng trong trường hợp chập điện. Do cái u nó khác cái e, vì thế các em phải nhớ thêm hiệu về hiệu suất của nguồn. Hiệu suất của nguồn nó quyết định bởi u và e. Chúng ta có hiệu suất của nguồn là h. Thì các em lấy u ngoài trên cho e bên trong nhân 100%. À, nếu mà u ngoài nó bằng e thì hiệu suất 100%. Mà u ngoài thì bằng y nhân r ngoài. Còn e thì bằng y nhân cái này. Do đó chúng ta rút gọn y đi nha. Nó sẽ bằng là e r ngoài chia cho r ngoài cộng r trong nhân 100%. Nha, đây là hiệu suất của nguồn. Hoặc là chúng ta có thể là bằng thêm một bước nữa là bằng công có ích, là công của dòng điện, công của dòng trên cho công của nguồn, công toàn phần. Mà công của dòng thì bằng UIT, còn công của nguồn là EIT. Thì viết lại cho các em vậy đó. Từ đó các em sẽ rút đi cái I và T đi, sẽ có U chữ I. À, đó, nhớ nha, để đó liên quan, nó có liên quan hết. Rồi, đó là những bài toán, những cái công thức trọng tâm. Tiếp tục, công thức số 9 là những công thức liên quan tới bài tập nâng cao, là về bài toán cực trị. Nếu mà công suất tiêu thụ trên mạch điện cực đại nha, B mà. Công suất tiêu thụ cực điện, tiêu thụ điện ở trên mặt ngoài á, mặt ngoài nha, cực đại bao nhiêu? Thì trong trường hợp mà nếu mà mặt ngoài mà công suất mà tiêu thụ trên mặt ngoài cực đại á, thì các em sẽ có công thức là B max bằng E bình trên 4 R trong. E bình trên 4 R trong. Hoặc là bằng E bình trên 4 R ngoài. Nha. Do sao? Do nó cái r ngoài nó bằng r trong. Về sau này các em cần lưu ý chỗ này thôi. Đấy, r ngoài bằng r trong. Trường hợp là công suất cực đại á thì r ngoài bằng r trong. Còn việc chứng minh nó thì không hề dễ đâu. Chứng minh nó thì các em phải xem ở một video khác thầy đã chứng minh rồi. Nhưng mà các em lưu ý là nếu mà để mình chứng minh được cái công thức này á thì cũng không cần thiết. Tại vì trong quá trình làm trắc nghiệm thì các em chỉ cần dùng nó thôi. Thay vì các em chứng minh, các em nhớ cái chứng minh thì các em chỉ cần nhớ công thức này là được. Nha, mình thầy không có chứng minh. Còn nếu các em có tham khảo giải đề á, một số đề kiểm tra và đề ôn tập thì có hướng dẫn cho các em thì thầy đã chứng minh và vừa giải luôn. À, thì các em có thể tham khảo mà các em thấy những câu đó. Nhưng mà cái nhưng mà khi làm thì các em nên nhớ công thức này là tốt nhất nha, khỏi chứng minh. Tiếp theo, nếu mà chúng ta tồn tại hai giá trị R1 và R2 sao cho B1 bằng B2 á ha, công suất. Nếu mà chúng ta tồn tại, nghĩa là ứng với điện trở, chúng ta có một cái biến trở đi. Thế này đi, biến trở đi. Nếu mà chúng ta điều chỉnh R đến R1 thì chúng ta có công suất B1. Nếu chúng ta điều chỉnh R đến R2 thì có công suất B2. Mà nếu B1 mà bằng B2 thì lúc này các em sẽ có cái R trong
được tính bằng, rồi trong được tính bằng căn R1 nhân R2. Nếu mà các em dùng R1, R mặt ngoài chẳng hạn, R mặt ngoài là có công suất B1 trên mặt ngoài, R2 có công suất B ngoài trên mặt 2, mà hai cái B này bằng nhau thì lúc này R sẽ bằng căn R1 nhân R2. Được chưa? Và lúc này các em chia được cái B1 và B2 được tính như sau: B1 bằng B2 bằng E bình phương chia cho R1 cộng R2 cộng cho 2R trong. Đây, công thức này lưu ý nha. Ứng với giá trị R1 thì có công suất B1, ứng với giá trị R2 thì công suất B2. Thì lúc này B1, B2 được tính bằng công thức này. Trong đó R sẽ bằng căn của R1 nhân R2. Nghĩa là các em tính được R trong căn của R1 nhân R2. Chưa? Tiếp theo là chúng ta nói ghép ghép nguồn điện thành bộ, ghép nguồn điện thành bộ, bộ nguồn. Mục đích để người ta ghép bộ để cho ta giảm hoặc tăng hiệu suất, thông thường là giảm hiệu suất của nguồn. Chúng ta ghép càng nhiều nguồn song song thì hiệu suất của nguồn càng tăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ghép nguồn thành bộ. Nếu mà mắc nối tiếp thì sao? 10. Nếu mà nối tiếp thì các em sẽ có là E bộ sẽ bằng tổng các E. Chúng ta có E1 cộng E2 cộng chấm chấm cộng En, và chúng ta sẽ ghép như thế này: dương âm, dương âm, dương âm, dương âm, nhớ thứ tự nha. E1, E2, E3 và En. Được chưa? Từ đó các em tính được R bộ. R bộ của E nguồn mắc nối tiếp thì chúng ta có R1 cộng R2 cộng R3. Chưa? Còn nếu cái những cái nguồn này giống nhau, nếu cái nguồn mà giống nhau thì các em sẽ có E bộ bằng NE. Còn dẫn đến R sẽ giống nhau thì chúng ta có R bộ bằng NR. Đấy, thường thường các em sẽ gặp những bài toán cái nguồn nó giống nhau. N, 3 nguồn thì là 3E, 3R, 4 nguồn thì 4E, 4R. Đúng không? Trường hợp mà mắc song song, những cái nguồn mắc song song thì sao? Nếu mà nguồn mắc song song thì các em sẽ là như thế này. Thông thường những bài tập nguồn mắc song song thì nó cùng mỗi nhánh nó phải cùng số nguồn nha các em, không bao giờ khác số nguồn được, và cái nguồn này hầu hết là giống nhau, không bao giờ người ta mắc khác được nha, các em lưu ý. Như vậy đây có ba nguồn thì nhánh thứ hai cũng phải có ba nguồn. Đó, vừa thành mắt ra thành này. Đó, không qua. Đó, đây là N dãy, này là số nhánh ha. Khi em làm cái này thì nó là nhánh, và cái này là cột. Nhánh, mạch nhánh. Nhớ nha, khi chúng ta mắc mạch ra phải mắc là những cái nguồn nó phải đối xứng, nghĩa là nhánh này ba nguồn thì nó phải ba nguồn, chứ không thể là cái này ba nguồn, này bốn nguồn được. Nên khi mà các em tính E bộ thì các em cần lưu ý ha. Chúng ta có E bộ. E bộ thì bây giờ chúng ta sẽ tính như thế nào? E bộ chính là E mỗi nhánh nha, chính là E mỗi nhánh. Ví dụ có N cột, N cái nguồn thì nó là bằng N, là bằng số nhánh nha. Số cột nhé, bằng NE đi. N này. Còn đây là M nhánh, N cột, M nhánh. Thì này, các em chỉ cần tính trên một nhánh thôi, mỗi nhánh nó có bao nhiêu E thì là NE là xong nha. Với như này. Và cái nguồn này giống nhau hết, cái nguồn này giống nhau hết, không có khác nhau. R bộ sẽ bằng như thế nào? Cho này mắc song song thì bây giờ mỗi nhánh là nó có điện trở là N lần R nhỏ, là số cột nhân cho R nhỏ, sau đó chia cho số nhánh là M nha. Lấy số cột là số cái E mắc một nhánh á, nhân R chia cho số nhánh. Như chỉ ba nhánh thì chỉ ba,
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến chương thứ ba, chương cuối cùng. Chương thứ ba là chương dòng điện trong các môi trường, một số công thức các em cần phải nắm cho thầy nhé. Chương 3, bây giờ công thức số 1 về. Đầu tiên các em phải nhớ được công thức tính điện trở của dây dẫn kim loại ha, là R là điện trở của đoạn dây dẫn đó, bằng kim loại R là điện trở xúc của kim loại đó nhân cái chiều dài sợi dây đó và chia ra tiết diện là diện tích mặt cắt ngang của cái sợi dây đó. Thông thường là hình tròn, đúng không? Đó công thức này. R thì các em biết rồi, đơn vị nó là gì? Đơn vị của điện trở là ohm. L là mét, S là mét vuông và R là gì? Các em nhân chéo lên này, mét vuông nhân ohm trên mét, nghĩa là nó sẽ là ohm nhân mét. Rồi. Thì các em biết rằng trong chương trình lớp 11 này á, chúng ta còn phải biết rằng khi mà có dòng điện chạy qua một đoạn dây dẫn đó thì điện trở dây dẫn nó bị thay đổi ha. À, do cái điện trở xúc bị thay đổi nha, điện trở xúc bị thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ có công thức liên quan đến là điện trở xúc ha, điện trở xúc ha. Là rho, nó phụ thuộc vào nhiệt độ. Rho sẽ bằng gì? Rho sẽ bằng rho không là điện trở xúc ban đầu ở ứng với nhiệt độ T nào đó, nhiệt độ T ban đầu. Sau đó các em lấy 1 cộng cho alpha nhân cho T trừ T0 nha, T trừ T0. Các em lưu ý cái rho không này ứng với nhiệt độ T0, còn cái rho này ứng với nhiệt độ T. À, còn alpha là gì? Alpha là hệ số nhiệt điện trở, nghĩa là hệ số nơ vì nhiệt á của điện trở. Alpha là hệ số ha, hệ số nhiệt điện trở, nó là một hằng số thôi, đo từ thực nghiệm. Được chưa? Khi mà mình có được công thức rho này á thì thầy nhân chỉ cần nhân hai vế cho L trên S. Nếu mà chúng ta nhân cho L bên này, nhân cho L trên S, bên này cũng nhân cho L trên S thì nó ra được R. Nên mình sẽ có công thức thứ ba là công thức tính điện trở ở nhiệt độ nào đó là R bằng R0 là ứng với nhiệt độ T0, 1 cộng alpha nhân cho T trừ T0. T này các em có thấy độ C trừ độ C hoặc độ K trừ độ K. Rồi trong công thức này á thì người ta sẽ yêu cầu các em tính những cái đại lượng cần thiết, ví dụ như tính R0, tính alpha, tính T thì các em phải biết rút ra hoặc là các em dùng xếp sâu. Bây giờ thầy chỉ cách rút trước. Để mà các em tính được alpha đi thì các em sẽ rút cái lượng này ra thì nó ra được R trên R0. Sau đó chúng ta chuyển trừ 1 sang là R được R trên R0 trừ 1, sau đó chia cho đến T. Nên cái alpha này sẽ bằng 1 trên T trừ T0, chính là điện T đó, nhân cho R chi R0 trừ 1. Đấy, đây là công thức tính alpha. Rút ra thôi. Bây giờ mình chia cái này lại là R chi R0 chia hai bế cho R0. Sau đó đẩy trừ 1 qua, 1 cộng 1 chuyển thành trừ 1, sau đó chia cho điện T, ra được cái chỗ này. Còn nếu muốn tính T thì sao? Tính T thì đầu tiên các em phải rút điện T trước, điện T chính là T trừ T0 á. Thì cũng vậy thôi, nó bằng là gì? 1 trên alpha lại. À, R trên R0 chia 1. Đúng không? Bằng T trừ T0. Muốn tính T thì để cái T0 qua đây cộng T0 là xong. Ra được T. À. Đó. Còn muốn tính R0 thì dễ rồi, muốn R0 thì các em sẽ rút ra R0 bằng R chia cho cái này. À, cái R0 tính như thế nào? Ví dụ như chúng ta có một cái bóng đèn. Bóng đèn ha, thì ví dụ như cái R0 này. Đây này. Các em thường không xác định được R0 khi mình làm bài. À, thì bây giờ mình có cái bóng đèn. Nó ghi là U định mức và B định mức. À, U bao nhiêu volt, B là bao nhiêu watt. Á. Thì các em sẽ có được R0 là ứng với nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ thường á, khi nó chưa hoạt động bình thường. Nhớ cái điện trở này là điện trở chưa, khi mà nó chưa thắp sáng, nên cái R0 là điện trở khi chưa thắp sáng thì bằng U bình trên B.
Đó là R0 nha, tính R0 ứng với nhiệt độ. Ví dụ như một bóng đèn chưa thắp sáng là ở nhiệt độ 25 độ C đi, là nhiệt độ ban đầu, thì em tính được R0 ứng với nhiệt độ T 0 bằng 25 độ C. Đó, UV thì các em tính được R0. Có R0 rồi các em thay vào đây các em tính được R. Đó, tính được đại lượng ở ngoài. Nha. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến gì? Xúc 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 nhiệt điện động ha. Xúc điện động nhiệt điện, công thức số 4 là xúc điện động nhiệt điện là E bằng alpha nhân cho T nóng, là T nhiệt độ cao đó các em, trừ cho T lạnh hơn là nhiệt độ thấp hơn. Đó. Alpha T nóng trừ T lạnh. Nhớ là cùng giá trị nhiệt độ nha các em. T là độ K thì cái này phải là độ K cùng độ K cùng độ C. Chúng ta trừ đi. Alpha là một hệ số này được đo từ thực nghiệm. Hệ số này gọi là hệ số nhiệt điện động, hệ số nhiệt. Hệ số nhiệt điện động. Hệ số nhiệt điện động. Thì cái là như thế nào, alpha này như thế nào? Ví dụ như chúng ta có một sợi dây đồng và một sợi dây constant, quên pha cũng được. Lúc này chúng ta hàn chặt hai đầu này lại, hàn cái chặt hai đầu, sau đó chúng ta sẽ cho một đầu vào T nóng, bên này T sẽ lạnh hơn, thì giữa hai cái đầu nóng và lạnh này sẽ tồn tại một hiệu điện thế do sự chênh lệch về mật độ electron, do đó nó sẽ tạo thành một hiệu điện thế. Và để kiểm tra có hiệu điện thế hay không thì người ta dùng một cái điện kế vào đây, thì thấy kim điện kế bị lệch, chứng tỏ rằng giữa hai đầu nóng và lạnh này có một hiệu điện thế, người ta gọi là xúc xúc điện động nhiệt điện, được tính bằng alpha. Alpha này là dựa vào phụ thuộc vào cặp chất kim loại người ta dùng làm cái nhiệt điện kế này, T nóng và T lạnh, được chưa? Thông thường cái bài tập nó dễ lắm, bài tập của phần này rất là dễ, nó chỉ cần cho cái T nóng và T lạnh, các em tính cái E thôi, còn cái alpha này sẽ cho trong đề rồi. Còn nếu mà không cho thì cho nhiệt độ, nó cho E thì tính cái alpha. Nha. Alpha đơn vị của nó dễ lắm, cái này là cái gì đây? Đây là volt, cái này là độ K, thì nghĩa là alpha nó có đơn vị là volt trên cho K, thì thay vì các em ghi K mũ trừ 1, K chỉ lên tử thành K mũ trừ 1, công thức đơn vị của alpha. Chưa? Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần dòng điện trong kim loại. Tiếp theo là dòng điện trong chất điện phân. Về dòng điện trong chất điện phân thì các em nhớ hai công thức, thầy sẽ chỉ cho các em nhớ công thức để áp dụng những bài tập dòng điện trong chất điện phân có số nào, số tăng là gì. Thì có hai định luật. Định luật một của Faraday á là khối lượng của chất bám ở điện cực. Khối lượng chất bám ở điện cực thì nó được tính bằng K nhân Q. K là một hằng số, Q là một cái điện lượng, không? K nhân Q hoặc là bằng K nhân Y nhân T. Thì Q bằng YT. Và cái đơn vị của M này phải là gam nha các em. Gam. Ampe là Y và này là dây. Bây giờ K được tính như thế nào đi? Thì thông qua cái định luật số 2 á, thì chúng ta sẽ hiểu đầy đủ hơn về công thức tính K. Định luật 1. 6. Định luật 2. Là khối lượng của chất bám ở điện cực được tính như sau. M, mình ơi, mình ăn ít thôi, ăn ít thôi để chi cho người phế. Thì đây là cách nhớ của thầy về thật. Tất nhiên là các em không thể nào nhớ công thức này lâu dài được. Thông thường nếu mà các em giỏi lắm 1 năm là 2 năm là các em sẽ quên. Vì thế thầy sẽ nhớ bằng cách là mình ăn ít thôi để chi cho người nghèo, người phế ha. Thì các em sẽ nhớ công thức này. Trong đó M đơn vị là gam nha, M đơn vị là gam. A là gam trên mol. N là hóa trị không có đơn vị. F là một cái hằng số, bây giờ mình sẽ ghi ra là ví dụ như đồng đi. A của nó là bằng 64 gam trên mol. Y thì mình đo được, T cũng không cần, M là gam. N là hóa trị, N là đồng hóa trị 2 ha. Hóa trị hay là E trong hóa trị á. Còn F là hằng số pha đây thì cái con số này phải thuộc nha, 96.500. 96.500 coulomb trên mol. Chưa? Đó đồng. Của bạc thì các em biết là bạc, như bạc đi A 108.
nó chỉ n bằng 1, F vẫn không đổi. Được chưa? Đó là khối lượng của chất bám ở điện cực ha. Khi mà các em làm những bài tập về điện phân thì các em phải lưu ý công thức này. Đó là cái nội dung của video này. Và thầy đã hướng dẫn cho các em tất cả những công thức trọng tâm của chương trình vật lý lớp 11 học kỳ 1. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi video nhé. Mong rằng với video này giúp ích cho em rất nhiều về bài thi sắp tới. Chào các em.